Đây cô bán bánh ít quý vị. Ít bánh tét à, lâu lắm ấy, gặp lại bánh lá dừa quý vị. Cực kỳ luôn á. Quá cực kỳ luôn. Bánh lá dừa là bao nhiêu cái cô? 10.000. Cái 10.000 đó cô. À, khách tới luôn quý vị. Này có cô bán cúp nữa. Cực kỳ luôn á. Dạ. Cô quán chở gì cô? Cho cô quán chở vậy? Dạ. Gì cô quán tới 2-3 giờ sáng mới về nhà hả cô? À, cô quán như vậy cũng như là gần tới sáng rồi. À. Cô dáng hình nhỏ nhỏ xinh xinh quý vị, nhưng mà cô chia sẻ là bán giấc này là cỡ mới có 8 giờ rưỡi quý vị, mà cô bán chưa tới 8 giờ rưỡi nữa. mới hàng á. Tôi cũng vui tính lắm mấy vị. Ông anh ông chơi cái bánh ấy. Cô cho con cái bánh lá dừa đi cô. Chuối bà đậu. Dạ nhưng chuối hả con? Ủa còn cái bánh là bánh gì con thấy? Bánh ít trò hả con? Bánh ú ít trò. Lá chè hả con? Wow, cái lá chè luôn thiệt quý vị. Cực kỳ luôn á. Đây. Dạ. Với cái bánh này là nhiêu tiền cái con? Cái 5.000 hả? Rồi cô cho con cái luôn đi. Dạ, hai cái luôn đi, chơi luôn. Còn quay phim là lên mạng không? Dạ. Đưa lên tìm đây, ủng hộ tìm đi. Dạ. Cảm ơn. Hai cái là 20.000 con ha. Để cho đấy con bái không, con Vinh đưa bán tiếp cho con. Ở đây được ha. Cô là liên hệ qua số điện thoại sau cô.
cô. Ở đây gặp cô là đang đường 3 tháng 2 ở đầu hẻm 51 quý vị. Thì mong là các cô chú hoặc là mạnh thường quân có lòng hảo tâm thì đến để giúp đỡ cô với mấy con. Cô 6 bán bánh tét. Hoặc là cô còn nuôi một người chị ở nhà là phê nhiều, nó rất là gọi là có sức khỏe mình, nó có ấy không cô, nó có mệt gì không? Không, ta thường sơ sức đêm nhiều, nhiều khi sợ đuối á cô ha. Thẻ là có thẻ mới bán, không có thẻ sao đi bán. Cô cũng là tuổi cũng là lớn vậy rồi đời bán. Dạ rồi, cảm ơn cô rất nhiều cô ơi. Chúc cô thật là nhiều sức khỏe. Video của ẩm thực phố đến đây cũng đã kết thúc quý vị ơi. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho quý vị. Hôm nay thì vô tình gặp cô cũng là một cái duyên. Cô kể tâm sự thì thấy có một cái gọi là cái nỗi niềm quý vị. Quý vị nào cũng như là có ở gần đây mà biết cô đó thì chia sẻ một cái bánh để ủng hộ cô thôi. Cũng như là cho cô được về nghỉ sớm thôi quý vị. Vậy là cũng rất là quý quý vị. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Ông bán đồ quá, ông bán cho tiền ta đó. Ông cứ bán gì, ông cho tiền ta đó. Dạ, dạ. Dạ, ông bác cô Lô Men. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho quý vị. Chào quý vị mình nha.